Chào, hôm nay là bữa ăn dặm đầu tiên của Louis. Xem Louis có thích hay không nhé. Xích quá xa. Có vẻ Louis chưa biết là gì. Hôm nay Louis ăn chỉ với nước gạo thôi, nước gạo loãng loãng, chứ mình chưa dám cho pha cái gì thêm. Đây là bữa đầu tiên, đây là tập cho Louis làm quen. Chị đòi ăn. Chị
Phun hết ra rồi. Phương xấu lắm. Mama.
Trời ơi. Louis à.
Em thích suy. Ok, bữa ăn của Louis hôm nay hết rồi. Bye bye.